Xin chào các bạn đang theo dõi kênh video của xe điện motor điện, kênh video chuyên về các cái dòng sản phẩm xe 3-4 bánh tự chế, review tất cả các cái dòng sản phẩm và hướng dẫn lắp đặt, giá báo giá sản phẩm. Bộ video hôm nay mình xin giới thiệu cho các bạn là bộ phụ tùng làm xe điện 3 bánh full trọn bộ. Toàn bộ như dưới hình ảnh. Bộ sản phẩm thì bao gồm một bộ đầu lái, giảm xóc, đầy đủ, chắn bùn, bánh trước, má phanh, dây phanh, tay phanh, đầu đèn xi nhan, đồng hồ, tay lái, tay ga, tay phanh, cụm công tắc. Bộ cầu sau, hai số, có số khỏe và số nhanh. Một đôi nhíp 4 lá, chịu tải 3 đến 400 kg, có thể chở 5 tạ. Một bộ động cơ được trang bị liền cầu là 48V 800W. Có thể chọn loại 60V 800W. Xin lưu ý là cây bộ này là bộ 800W. Các bạn có thể nâng cấp lên thành 1000 và 1200W tùy chọn. Bánh sau là sử dụng bánh 90/90-12 hoặc là bánh 350/12. Bộ dây điện phun trọn bộ và một con điều khiển rất là mạnh. Tí mình sẽ giới thiệu về cái dòng điều khiển này. Bộ dây điện, bộ nhíp thì đầy đủ phụ kiện, thêm một bộ phanh chân, phanh tay đầy đủ phụ kiện nữa. Cái bộ phanh chân và phanh tay thì mình chưa đưa vào trong này bởi vì nó sẽ làm cái hình của mình bị rối. Mình sẽ đưa vào trong cái đoạn mình giới thiệu tiếp theo. Hiện tại thì với cái bộ này thì cái cầu của nó là 90cm, chưa tính bánh, tính cả bánh và là 1m. Bên mình có các dòng cầu từ 50 cho đến 1m06cm. Đấy, các khách hàng đặt thì tùy chọn, có thể chọn từ ngắn đến dài, giá thành không thay đổi. Chọn bộ mình đang bán như này là giá 8.400.000 đồng, chưa bao gồm cước vận chuyển. Phần điện thì tất cả các cái sản phẩm bên xe điện motor điện thì tất cả các cái phần điện đóm đều được đấu sẵn hết, khách mua về là chỉ việc sử dụng thôi, không lo là không biết đấu và không sợ nhầm lẫn. Mình sẽ đấu sẵn và đóng riêng vào một thùng. Phần phanh chân và phanh tay thì đi đầy đủ phụ kiện đi kèm theo hết. Và xin lưu ý là sẽ có cả cái đấy trong cái bộ này. Bộ này mình không đưa vào. Chắn bùn thì sử dụng chắn bùn bằng inox, không sợ han gì. Đây là cái chắn bùn trước bằng inox, bằng làm bằng inox, cho nên là các bạn chạy thời gian là thoải mái, không sợ ham gì. Đấy. Đèn pha thì sử dụng đèn pha LED rất là sáng và tiết kiệm điện. Đây là chi tiết cái đồng hồ này. Đây cái đồng hồ của nó đây. Trên cái đồng hồ này thì nó báo công tơ mét, báo điện còn hay hết. Cái phần này là phần báo điện còn bao nhiêu phần trăm. Đây là báo đèn đang có đèn pha. Đây là lắp ổ khóa và đây. Còn đây báo xi nhan trái, xi nhan phải. Còn đây là báo km trên giờ, tốc độ đấy. Đây, cái này được lắp trên phần đầu kia. Tất cả những phần đèn đóm này mình sẽ đấu hết, đóng riêng vào một thùng. Vì vậy là các bạn không phải lo vì cái chuyện không biết lối hay không lối được điện. Đấy. Đây là bộ bánh trước, có má phanh 110, phanh cơ. Khi các bạn lắp cái bộ phanh này lên trên cái càng xe
thì cái giảm sóc trước thì các bạn lưu ý là cái cụm phanh này nó ở phía bên tay trái, để các bạn đỡ phải tháo ra tháo vào rất là mất công. Còn đây là phần khung thì hàn luôn vào cái áo bi này, cái ống này là có cả ống có cả bi rồi, mình chỉ về mình hàn khung vào là xong thôi, không phải gia công. Nói tóm lại là các bạn mua phụ tùng bên mình về là chỉ cần một cái máy cắt và một cái máy hàn là có thể làm được cái xe, không cần bất kể một cái máy khoan nào cả. Đấy, rất là dễ. Trên tay ga thì nó có hai công tắc, công tắc tiến và lùi bình thường, tiến, lùi, tiến, lùi. Và nó có bộ này là bộ 3 số, số nhanh, số chậm và số vừa. Tốc độ bộ này thì có thể đạt được 37 km/h đối với số nhanh không tải. Còn đối với cái số chậm thì nó chỉ tương đương với khoảng 17 km/h thôi. Đấy, nhưng nó rất là khỏe. Thì các bạn sang số và vào số cho nó hợp lý để bộ điều khiển các thứ cho nó bền. Đây là bộ điều khiển của nó. Đây là một cái dòng điều khiển rất là đặc biệt. Dòng điều khiển này thì nó chỉ chuyên dụng cho xe 3 bánh và 4 bánh, chứ không phải là những cái dòng điều khiển của xe máy điện. Dòng của con điều khiển này là dòng 45A thực sự, chứ không phải 45A ảo. Cho nên là nó rất khỏe. Đây 45A đây này. Đấy, nó rất là khỏe. Toàn bộ dây điện này nó đi theo bộ dây điện của thằng xe ba bánh. Về cứ cắm là khớp thôi. Mình sẽ đấu lối sẵn cho các bạn. Cái bộ điều khiển này thì nó có hai loại giá ngang nhau. Và tùy từng thời điểm. Có những thời điểm thì nó hết hàng thì mình sẽ đưa điều khiển vỏ nhôm loại dài, cũng hàng chất lượng và giá như nhau như thế này. Đấy, thì các bạn lưu ý là hai cái mục này để tránh cái trường hợp bỏ mình bán hàng nó không đúng theo cái quay video. Nhưng chất lượng thì đều như nhau, điều khiển là giá thành bằng nhau, đèn trục xe đằng trước, đèn pha led 5 bóng nét rất là sáng, ghi đông cứng, ghi đông này dày 1,5 mm, rất là dày. Đây là tay phanh kèm cụm công tắc. Thằng này nó bền, rất là bền. Đấy. Chứ không như kiểu dòng của xe đạp điện. Xe đạp điện những cái dòng rẻ rất nhanh hư. Nhưng riêng cái cụm công tắc của thằng xe ba bánh thì rất là bền. Và hàng chất lượng. Toàn bộ cái phần đèn ở trên cái xe này thì nó sử dụng là đèn 48-60V. Chứ không phải là đèn 12V, các bạn lưu ý. Còi cũng còi 48V. Mọi chi tiết đặt hàng thì liên hệ qua số điện thoại 0983818955 hoặc là Zalo cùng số, hoặc các bạn có thể xem trong cái website xe điện motodien.com. Ở trong cái website của mình thì có rất nhiều các cái sản phẩm khác, các bạn có thể vào và tham khảo. Giá thành bên mình lúc nào công khai giá liên miết ở trong web luôn, chứ không ẩn giá như một số những cái trang web khác. Mặc dù đăng cái giá lên thì nó cũng có nhiều cái bất lợi về cạnh tranh đấy, nhưng mà nó có lợi cho khách hàng khi mà tham khảo giá. Thì anh em nếu như xem sản phẩm bên mình thì nếu như có thắc mắc về giá thì cứ alo cho mình để ủng hộ cho mình về cái việc công khai giá thành. Có thể chỗ này đắt chỗ này rẻ thì các bạn cứ góp ý chân thành, mình sẽ tiếp thu và chỉnh sửa. Các bạn nhớ đăng ký kênh và ủng hộ video của mình. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video.